đánh giá về sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường bất động sản tại Việt Nam trong năm 2014. Ông Mark Towson cho biết các nhà đầu tư ngoại cũ sẽ tiếp tục ở lại, nhà đầu tư ngoại mới sẽ gia tăng. Trong 6 tháng cuối năm 2013, khá nhiều các cuộc gọi đến từ CBRE là từ các nhà đầu tư nước ngoài tham khảo thông tin về thị trường bất động sản tại Việt Nam. Trong đó bao gồm cả những nhà đầu tư tại nước đang có công ty kinh doanh bất động sản tại Việt Nam từ nhiều năm nay như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Theo đánh giá của CBRE, các nhà đầu tư ngoại đang có niềm tin vào thị trường bất động sản Việt Nam sau một thời gian dài trầm lắng. Một số dự án cũ đã hoàn thành và một số dự án mới cũng được triển khai. Ví dụ như nhà đầu tư từ Malaysia vừa khai trương trung tâm thương mại Park Sơn thứ 9 tại Việt Nam hay khởi động dự án khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La với vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la. Ông Mark Towson, tổng giám đốc điều hành của CBRE khẳng định nhà đầu tư đang có sự lạc quan trở lại thị trường Việt Nam. Nhiều công ty, tập đoàn nước ngoài tham gia đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam từ nhiều năm nay. Họ sẽ tiếp tục ở lại vì họ còn quỹ đất lớn, chưa triển khai xây dựng, đặc biệt là có niềm tin vào thị trường. Một số dự án cũ sẽ tái khởi động trong năm 2014. Nhà đầu tư mới sẽ có mặt tại thị trường này trong thời gian ngắn nữa thôi. Ông Mark Towson khá lưu ý đến các nhà đầu tư Trung Quốc đang mở rộng việc kinh doanh bất động sản trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Phân khúc bất động sản mà nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhất chủ yếu là khách sạn, khu đô thị, tòa nhà văn phòng.